đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Rồi mình hết quái luôn. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trang lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh bên em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy đừng trốn đây để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Mẹ biết quái hoài ta. Tâm ngu vậy. Nè giờ mới vô khúc gây cấn nè. Này mùa đông ơi xin hãy làm cái khúc gì vậy? Sao đổ mất cái khúc này lạc Tông như vậy? Tông đi đâu vậy? Tông khúc này nó nhảy đi đâu rồi? Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Thôi, tập trung đánh đi. Ủa mắt tự nhiên vô một cái nó. Ủa khúc này Tông nó hơi sida vậy. Mày sao? BK không? BK mày? BK không 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 mày? Tao không thèm bật lá chắn luôn đó. Nãy giờ tao đang bệnh hát. Ê, lá chắn lên chết bây giờ. Bà nội đó. À rồi thôi xong rồi. 11 ra ngay trong. Nhưng đại phu không phải đại chánh rồi. Ừ anh được 3 con lính. À, mình đang hát hò vui vẻ. Mấy thằng này nó phá quá hà. Phá quá. Để làm lại khúc đấy coi. Để tôi nghe lại khúc này tôi bắt Tông lại coi. Đang không tập trung. Tự nhiên nổ mà nó nhảy qua khúc này đéo biết hát sao luôn. Ủa? Đã thấy sai sai quá ta. Ôi mẹ mít nữa. Hình như chơi game chấp xe các bạn ạ. À. Mình chơi game mình chấp xe sao? Chơi game mình chấp xe rồi. Mình chơi game chấp xe sao ta? Chơi game không cần bắn xe. Lì dữ vậy cha. Chết giờ. Giết anh đó. Thôi ăn lính, ăn lính. Mẹ con chó giết nha. Chó hết. Nó còn cầm tăng tốc nữa hả? Thế là Ari gì mà cầm tăng tốc đấy. Lee Sin đi ngang đời. Giúp em cái ăn được hang quá à. Thú vị thật. Được rồi, bỏ nó đi. Trời ơi, lại hai chuối liền. Quân tử trả thù mẹ. 10 năm chưa muộn. Ra gì.
Sao mày? Đây bài 6 rồi, tao nhổ vào mặt đó. Chơi cốc mòn, không cần lên nước mắt luôn, cho nó chết. Bẹp. Sướng chưa, sướng chưa, sướng chưa. Thấy sướng chưa? Bẹp. Rồi sao giết được không? Để cái gì giết? Rồi mày sống sao? Ê, vậy thôi. Rồi giết thằng này luôn. Rồi né luôn. Đánh thường đủ chết rồi. Cái nữa. Ừ chạy đi, rồi vậy thôi. Đéo gì, tăng 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 tăng. Ôi mình nghĩ mình lên nước mắt hay hơn chứ. Mình nghĩ vậy. Trời ơi, giết tao đi. Cam hả mày? Chơi game mà chơi cam. Rồi thôi xong. Ừ. Thằng kia KS của AD. Xong AD support nó chửi nhau. Rồi chúng nó sẽ trốn game. Support ăn hết của tao. Hoài mày. Đấy nó ganh hoài mày. Chơi game vậy là không vui. Chơi game vậy là nó không mang tính chất gọi là giải trí, mà nó mang tính chất thù địch cá nhân nha. Chơi game thù địch cá nhân là không được. Chơi game thù địch cá nhân quá. Mua giày cơ động sốc thẳng ra ganh. Rồi hai ông boss phí thế nhỉ. Thôi game này toan rồi. À sắt đau ghê rồi. Ôi, ủi mẹ bể trụ rồi hả? 9 phút bể trụ cắn vậy. Rồi, game mấy ông này hơi khó rồi nha. Đây 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 đang tới đang tới đang tới. Thôi tôi để chết đi. Tôi có flash mà tôi nghĩ là nhiều khi nó flash theo hoặc là thằng này nó rờ xuống theo là mình cũng chết. Nên mình thôi mình đừng có flash. U chà. Team bạn mạnh quá rồi, chơi sao đây. Thua rồi. Quả này là thua rồi. Team bạn vậy sao chơi. Ôi ôi, Ari nó lên nó hốt thằng Chin Dâm Dê luôn. Thằng Chin Dâm Dê nó mới reset tiền xong ấy. Buồn vậy ta. Rồi mày chơi với tao hả? À thì ra có thằng này nữa. Ra vậy. Thì ra hèn gì thế nó lao lao lên nó đánh mình là thấy nghi nghi rồi. À, chơi rủ đồng đội hoài à. Không được tí nào.
Vậy sao chơi? Trời ơi, rìu đen, phát khoảng 12 rìu đen, dày ninja với lại nè tia mát. Nó bửa 4 cái là đi một thằng đấy. Chơi sao đây ta? Chơi game kỳ cục quá à. Đá hộp rồi. Ngoài mày. Ôi 7C, cảm ơn 7C. Yeah, 7C nha, 7C. Ôi, thơm, 7C là thơm. Cái gì đây? Hình như ổng hướng lên cái này đúng không? Lưỡi hái đến thôi. Ờ đúng rồi, mà Chiname tiện. Chiname chơi Chiname tốn mana lắm. Chơi Chiname tốn mana chết mẹ luôn á. Mình quên mất. Chiname mới làm lại rồi. Chơi Chiname không có mana chơi không lại người ta đâu. Ông phải lên thêm nước mắt nữ thần nữa. Chứ ông lên mỗi cái đấy sẽ đủ mana chơi. Rồi nó chạy đấy chứ. Thằng này chơi để giống như kiểu bỏ trốn ấy. Chơi không lại bỏ trốn. Giết nó. Giết nó. Ulti kìa, Jin ulti kìa. Cha é hụt rồi. Đục. Được, chăm rưỡi được, hợp lý. Trời chết veo luôn. Được. Dữ vậy. Mày không biết gì hết. Jin tốn mana lắm. Phải lên thêm nước mắt nữa thần. Mày á đồ lát được luôn kìa, vô lý không đồ lát ghê đấy. Rồi hai thằng gần chết chạy được hết luôn cay. Bắn ulti đồ, vỗ tay ghê. Hợp lý. Hợp lý. Dân gì rồi cho mà không biết mua mắt tim. Ông mua cũng vậy ông ơi. Bẹp múa.
Con Ari này, mẹ. Đồng đội bảo kê tận đít luôn. Không mình thế chứ chơi với ai. Thơm, vui à. Ê, BK với thằng bay coi. Thằng bay ghê lắm. Ê, hello đấy, chết. Mẹ, mày nhiều spell thế. Núp bụi hả? Mày nhiều spell thì phải chơi, tao biến rồi, hia luôn. Tao tưởng hết spell rồi. BK với nhau. Rồi ông này không lên nước mắt nữ thần à, à ông lên cuồng đao kìa, à, đang lên cuồng đao được ấy, hợp lý đó, lên cuồng đao mới mạnh vậy, lên cuồng đao mà lên thêm đao tím nữa nha, nhớ phải lên Nanaso nữa, đó, đánh AP các kiểu. Quê, quê nhà. Anh nhà ở đâu thế? Trời ơi, chơi là không có đầu hàng. Con đập nhà tao đi, không có đầu hàng. Trăm tập thể. Bẻ sò. Trời bên ta, bên! À, bên ta của ta nó chạy nhanh quá! Nó chạy nhanh quá và nổi nó mà tăng tốc lên nó nè. Chạy vờ lờ. Ê anh ơi. Chạy đi luôn đi, đi luôn đi. Lên. Thằng nào tắt hiện chất tổng của tao vậy? Có người ngồi vô máy nè. Đồ hoài bạn win bây giờ đấy. Ôi ôi chết queo luôn. À thằng này bên này, đi bên này, bên này. Chết rồi. Giờ xong lên nón thì mới đâu có kháng phép đâu, cần gì lên xuyên.
mềm. Rồi rồi đi anh em, quy ra anh em chơi. Lên. Rồi thằng Caled nó thọt lại rồi. Cái tàu đi ngu. Rồi đi về, phải tiếp ra đấy. Về, nó về. Chó khai giết đấy. Ôm trong nhà. Trời ơi, thấy không? Chơi là không có đầu hàng. Chơi game đầu hàng là gì? Không có định nghĩa đầu hàng đối với Châu TV luôn đấy. Chơi game đéo có định nghĩa đầu hàng. Này, bán nhẫn này, lên sách chiêu hồn chạy cho nhanh này. Đấy, ngồi đợi sách chiêu hồn luôn. Đang là đi ra ngoài. Rồi, bảo kê nha, Chết đó, Chị lên nước mắt chưa? Chưa lên nước mắt nữa hả? Lên nước mắt yếu lắm. Tốn mana chết mẹ được. Tâm có tụi đây rồi. Chết luôn là trời ơi, đi chết. Ngày còn sống thì mơ đến cái chuyện bay nhà đi nhá. Trời ơi, ngày đẹp ghê lắm. Rồng. Trời ơi, mắt không kịp bật cái này lên luôn á. Dồn đam ghê quá, thôi kệ, đổi mạng này sang hít cũng được. Thằng vay BK ghê đấy, không phải dạng vừa đâu. Nào hai ở vừa ôi bà nội mày.
mấy cái con Ari này đó mới chơi rồi chơi game ké đúng không à, không có tác dụng gì hết. Cái ké đợi người ta gắn người ta làm hết xong bắt đầu đi cái ké ghét nha. Đây level 16 rồi, mạnh rồi mạnh rồi. Ê, leo lại bị bắt lẻ. Leo rồi, bắt đầu. Rồi nó bật tăng tốc lên rồi chạy hộ nó dài để nó cướp Baron luôn rồi chạy cái gì nó chạy lấy xe đây này lấy xe đây. Thôi chúng ta đã thua trong vinh quang, ta không sợ đầu hàng. Team bạn phải chơi này, chơi kiểu nhụt. Ôi là nó mát đồ thì chỉ một thằng gà nó đấy mới được săn. Bởi Kadea đâu nói là được điều gì đâu. Ta là được gan bị đi thấy mẹ luôn. Đánh là được gan mà phút về 31 rồi farm được có 160 mấy con, quá gà. Trong khi mình còn đế được farm đây này. Không, chúng ta thua trong Vinh Quang. Ta xin mẹ. Người ta thả chết Vinh còn hơn sống nhục mà. Chết nó không có đầu hàng. Thấy ghê không? Giấm ba cái con Ari. Thấy ông chủ, ui sát thương cốc mò ghê ra. Giấm ba con Ari là cái ăn ké thôi.